Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Mr Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cố định cái dòng tiêu đề của bảng dữ liệu và cố định cái dòng tổng của bảng dữ liệu trong Excel các bạn nhé. Thì ví dụ chúng ta có một cái bảng dữ liệu như này với rất là nhiều dòng, vất rất là nhiều là dữ liệu để mà xem được cái dòng cuối cùng dòng tổng này thì chúng ta phải lăn chuột xuống đúng không ạ chúng ta kéo thanh trượt xuống để chúng ta xem nó sẽ mất rất là nhiều thời gian đúng không ạ à, thì nếu trường hợp mà các bạn để cái dòng tổng ở cuối này thì các bạn có thể cố định nó lại để các bạn có thể xem được hoặc là các bạn có thể đưa cái dòng tổng lên trên Đấy, nếu mà trường hợp các bạn đưa cái dòng tổng lên trên thì nó rất là tiện cho các bạn nếu trường hợp các bạn vì lý do nào đấy mà các bạn không đưa cái dòng tổng đó lên lên phía trên thì các bạn cần phải cố định lại để khi mà chúng ta xem dữ liệu chúng ta quan sát dữ liệu thì chúng ta mới có thể dễ dàng xem được đúng không ạ? đó thì để mà làm cái điều đó thì chúng ta làm như thế nào? À, thì đầu tiên nhé. À, các bạn uh, sẽ uh, để con chuột ở trong cái bảng dữ liệu của các bạn ấy. sau đó các bạn dùng phím tắt là cần chôn A các bạn nhé, để các bạn chọn toàn bộ cái vùng dữ liệu, sau đó các bạn uh, sẽ nhấn tổ hợp phím là cần chôn T như thế này, để các bạn đưa cái bảng dữ liệu của các bạn về dạng table các bạn nhé, các bạn nhớ tích vào cái mục này các bạn nhé, đấy các bạn nhớ tích vào, đó, sau đó chúng ta chọn OK, như vậy là chúng ta đã đưa được cái cái bảng dữ liệu của chúng ta về dạng table rồi. Khi mà chúng ta đưa về dạng table, các bạn thấy là mình lăn con chuột như này thì các bạn thấy cái dòng tiêu đề nó xuất hiện ở phía trên này các bạn nhìn thấy, nhìn thấy đúng không ạ? Đó. Khi mà chúng ta đưa về cái dạng table thì cái dòng tiêu đề nó sẽ uh, luôn luôn hiện như vậy cho chúng ta khi mà chúng ta lăn chuột xuống. Nhưng mà tiếp theo là cái phần tổng cộng ở phía dưới này. Đấy phần tổng cộng ở phía dưới này thì À, nếu mà trường hợp mà các bạn muốn xem thì các bạn lại phải lăn chuột nên nó mất rất là nhiều thời gian đúng không ạ Thế thì chúng ta làm thế nào để chúng ta cố định cái dòng tổng này Thế thì đầu tiên các bạn làm như sau nhé Mình đưa cái phần dòng tổng đấy nó xuống gần cuối cái màn hình của máy tính như thế này này các bạn nhé Đấy chúng ta lăn chuột làm sao mà đưa cái dòng tổng ở cuối nó gần xuống dưới màn hình sau đó mục đích là để chúng ta quan sát được dữ liệu ở phần trên này nó nhiều thôi đơn giản là như thế các bạn nhé còn các bạn để lên trên này xong các bạn cố định cũng được thôi nhưng bởi vì các bạn cố định dòng tổng cuối cho nên là luôn luôn là nó nằm ở đó và các bạn xem cái phần này được nhiều ấy thì các bạn nên là để cho cái dòng mà chúng ta cố định nó gần ở cuối màn hình của máy tính của chúng ta sau đó các bạn sẽ chọn vào cái dòng đó các bạn nhé các bạn bấm vào cái dòng đó sau đó các bạn chọn vào cái thẻ view này tiếp theo các bạn sẽ chọn vào cái mục split này các bạn bấm vào đây có nghĩa là chia tách các bạn nhé rồi như vậy là xong Bây giờ mình năn chuột này các bạn xem này Đó Thì lúc này cái dòng tổng của chúng ta nó luôn luôn hiện ở đó cho các bạn Đó Rất là đơn giản đúng không ạ Và chúng ta có thể quan sát phía trên này Đấy, Chúng ta quan sát được các cái dòng tiêu đề của bảng dữ liệu này Đúng không ạ và quan sát được là cái dòng tổng của cái cột đó là bao nhiêu ở phía dưới này luôn. Đúng không ạ? Rất là thuận tiện cho các bạn. Đó. Còn nếu trường hợp các bạn muốn bỏ đi thì các bạn quy tắc tạo đâu bỏ đấy nhé. Các bạn này vào view các bạn chọn là split như thế này các bạn bấm vào đây. Đấy như vậy là đã bỏ đi được rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Thì lúc này các bạn phải lăn xuống các bạn mới nhìn thấy. Nếu mà trường hợp các bạn để cái dòng tổng cuối cùng như thế này thì các bạn cần làm như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp mà dữ liệu của các bạn mà còn phải cập nhật liên tục nữa thì mình khuyên các bạn là không nên để cái dòng tổng ở cuối này mà các bạn nên đưa cái dòng tổng đó nó lên phía trên À, như thế này thì ở trên này thì sẽ tốt hơn các bạn nhé Thì à, mình sẽ làm như sau nhé Các bạn đầu tiên bởi vì mình đưa lên trên cho nên là mình sẽ xóa cái dòng tổng ở đây đi Đúng không ạ Thì để cái dòng này chúng ta sẽ nhập dữ liệu tiếp vào đây Các bạn hình dung là như thế đúng không ạ Thì chúng ta cần phải đưa cái dòng tổng lên trên Thì đơn giản các bạn sẽ dùng cái hàm sâm thôi đúng không ạ Sâm hoặc hàm sấp tô thì tùy theo tình huống của các bạn đúng không ạ Các bạn dùng sâm hoặc sấp tổ, tổ các bạn nhé Rồi mình sẽ chọn cái cột dữ liệu đó đúng không ạ sau đó chúng ta sẽ đóng ngoặc lại rồi sau đó chúng ta sẽ kéo chuột sang bên này đó như vậy là chúng ta đã đưa được cái dòng tổng lên trên thì khi mà các bạn mà à, lan chuột các bạn xem lên nhé thì các bạn có thể sử dụng một cái cái cái, cái uh, công cụ là cố định dòng tiêu đề ví dụ trường hợp các bạn để ở phía ở bộ phận này các bạn để ở cái ô này nhé sau đó các bạn vào vào view nhé các bạn chọn free band này các bạn bấm vào đây thì lúc này các bạn sẽ luôn luôn là xem được cái dòng tổng đó và cái dòng tiêu đề nó cũng sẽ luôn luôn hiện cho cho chúng ta để chúng ta quan sát và khi mà chúng ta nhập thêm dữ liệu vào thì cái số tổng này được cập nhật liên tục bởi vì bảng dữ liệu của chúng ta nó đang ở dạng table đúng không ạ nhưng mà nó có một cái nhược điểm là như thế này Nếu mà chúng ta dùng hàm sâm ấy Thì khi mà chúng ta lọc một cái bộ phận nào đấy Mình bấm vào đây nhé Mình lọc một cái bộ phận nào đó Ví dụ là cơ điện đi Ví dụ như thế Thì các bạn thấy dòng tổng này nó luôn luôn là con số tổng Mặc dù tất cả những cái dòng mà chúng ta đang hiển thị đây Nó chỉ có vài người như vậy thôi Đúng không ạ? Tương tự như vậy nếu chúng ta chọn một vài cái bộ phận khác nữa cũng như thế luôn Thì cái dòng tổng đó nó vẫn luôn luôn là là cái con số tổng của cả một cái bảng dữ liệu như vậy thì nó không có hợp lý đúng không? ạ Thế thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta không nên sử dụng hàm sâm ở trong cái tình huống như thế. Chúng ta nên sử dụng cái hàm sub total các bạn nhé. Các bạn dùng hàm sub total như thế này này. Sub total nhé. Sau đó um, các bạn sẽ chọn là uh, total một lẻ chín các bạn nhé. Đây, các bạn chọn SUMTOTO một lẻ chín này. Một uh, chín rồi. Sau đó các bạn sẽ quét chọn cái phần dữ liệu của các bạn như thế này đó sau đó các bạn đóng hoặc lại enter rồi sau đó chúng ta sẽ kéo công thức thôi và sau tí các bạn sẽ kiểm tra nó khác nhau như thế nào các bạn nhé đấy đây là sắp tô này và mình để ở phía trên này là hàm sâm để cho các bạn thấy được cái sự uh, khác biệt với cái trường hợp mà các bạn dùng sắp tô với hàm sâm các bạn nhé đó để các bạn quan sát được cái sự khác biệt khi mà chúng ta sử dụng cái hai cái hàm này bây giờ nó đang không giống nhau đúng không ạ bởi vì chúng ta đang dùng sắp này chúng ta chọn cái ô từ cái e34 đúng không ạ chúng ta phải là từ cái ô e4 đúng không ạ thì mới đúng được rồi hai kết quả nó ban đầu nó phải giống nhau như thế này chúng ta đây là hàm sâm này đúng không mình viết ở đây là sắp các bạn nhé đây là sắp tô rồi còn ở phía trên này là xâm các bạn nhé xâm rồi thì uh, các bạn sẽ quan sát là nó sẽ khác nhau uh, như thế nào khi mà chúng ta dùng xâm với sắp nhé bây giờ giả sử mình sẽ lọc một cái bộ phận nào đó mình sẽ chọn vài cái bộ phận nào đó như thế này mình chọn ok này thì các bạn thấy sắp nó trả về những cái con số thay đổi con số khác rồi còn hàm xâm thì nó sẽ luôn trả về con số như vậy Thế thì bây giờ mình kiểm tra xem số nào mới là số đúng đúng không ạ? Thì đương nhiên chúng ta lọc những cái bộ phận đó thì con số nó sẽ ít hơn đúng không ạ? Chúng ta không chọn tất cả thì con số này chắc chắn nó phải nhỏ hơn. Thế thì mình sẽ bôi đen thử một cột như thế này. Mình cần chôn ship mũi tên xuống. Thì lúc này các bạn quan sát ở phía dưới này này là cái con số là gì nhỉ? chín à, 895 này 231 872 thì các bạn thấy này 895231872 vậy thì con số này mới là con số đúng đúng ạ Còn cái con số này là con số tổng của tất cả luôn vậy thì nếu mà bạn nào mà làm với nhiều năm kinh nghiệm thì các bạn ấy thường là dùng hàm sấp Tô thay vì hàm sâm các bạn nhé thay vì hàm sâm thì khi mà chúng ta lọc dữ liệu sau đó chúng ta in ra thì con số tổng này nó luôn luôn là con số của những cái dòng mà được hiển thị ở đây các bạn hiểu không đó, còn cái nếu chúng ta dùng hàm sâm ấy, thì cái tổng này nó luôn luôn là con số tổng của tất cả luôn. Đó là sự khác biệt các bạn nhé. Đó, thì ở cái video này mình đã hướng dẫn các bạn cách cố định dòng tiêu đề của bảng dữ liệu và uh, cố định cái dòng tổng rồi và cái giải pháp nếu trường hợp mà bạn không muốn để dòng tổng ở phía dưới thì bạn có thể đưa cái dòng tổng lên trên và các bạn có thể áp dụng cái cách thức như mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.